Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một sản phẩm dao xếp đến từ hãng Yato Ba Lan. Sản phẩm này có mã là IT76052. Và hiện nay thì bên Yato Tool Việt Nam đang phân phối sản phẩm này với giá bán lẻ là 299.000. Đây là tổng quan bên ngoài hộp sản phẩm. Thiết kế rất đơn giản, chỉ có một vài thông tin cơ bản của dao ở ngoài thôi. Bây giờ mình sẽ lấy dao ra. Tổng thể chiếc dao rất là nhỏ gọn. Sau khi mà gặp lại, được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu đỏ đen với logo Yato màu trắng. Dao được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại. Cầm rất là nhẹ. Sản phẩm này thì phù hợp với lại những bạn mà chúng ta hay phải di chuyển, hoặc là những bạn mà chúng ta muốn đi du lịch có thể mang dao theo. Cầm rất vừa vặn trong lòng bàn tay với chuôi dao thiết kế dạng cong. Và tổng thể độ dài chiếc dao khoảng 20 cm, với phần lưỡi khoảng 9 cm và phần chuôi là 11 cm. Dao được làm bằng vật liệu thép hợp kim, được phủ lớp sơn tĩnh điện nên là rất là cứng và bền, đặc biệt là không bị hoen gỉ trong quá trình sử dụng. Trọng lượng của chiếc dao thì rơi vào khoảng 300 g, rất là nhẹ. Ở phía chuôi dao được gắn thêm một cái móc cài để chúng ta có thể cài lên người hoặc là lên túi. Mọi người để ý ở trong phần giữa này có một cái thanh gạt, khi chúng ta muốn gấp dao lại thì gạt cái thanh này qua một bên và sau đó thì dao sẽ được gấp lại. Rất nhỏ gọn và đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúng tôi và hẹn gặp lại trong video sau. Xin chào.